Và đây là khi là kẹp vào thắt lưng nó sẽ là như này nhé. Trứng cút đông, trứng cút đông, bắp xà lê. Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng có bán rất nhiều những sản phẩm về những thiết bị quang học cũng như những thiết bị điện tử đến từ những hãng nổi tiếng trên thế giới. Ví dụ như là Colus của Ý, Bresser Scanner của Đức, Yukon của Nga hay là Votech Butnell của Mỹ. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái sản phẩm được gọi là cái sản phẩm loa trợ giảng cầm tay nhá. Loa trợ giảng lần này sẽ có cái mã hiệu là SH178. Đây là một trong những cái sản phẩm loa trợ giảng nhỏ gọn nhất hiện nay. Đây, chúng ta có thể thấy nó siêu mỏng cánh luôn. À. Và cái kiểu dáng của nó, thiết kế của nó cũng rất là đẹp luôn nhá. Chúng ta sẽ cùng khám phá những cái tính năng của sản phẩm SH178 này. Bắt đầu thôi. Và trong cái hộp của nó sẽ có những gì? Có dĩ nhiên là sẽ có một cái loa trợ giảng này, một cái mic để nói này. Đó. Và có cục sạc này. Và có dây đeo nhá. Đó. Cái sản phẩm loa trợ giảng nhỏ gọn này thì sẽ dùng được rất là nhiều các mục đích khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng để bán hàng này, những hội chợ bán hàng, rồi là những cái để trợ giảng, rồi là đi vào hướng dẫn viên du lịch, những cái hội thảo, rất nhiều các mục đích khác nhau. Thì bình thường có những cái loa công suất lớn hơn, ví dụ như là loa sách tay hay là loa kéo thì nó công suất lớn hơn nhưng mà nó nặng và khó di chuyển. Thứ hai đó là công suất nó quá lớn thì nhiều khi nó cũng làm ảnh hưởng đến những người khác. Thì cái này để nó để thiết kế thì chúng ta có thể mang đi mang lại, rồi là chúng ta có thể treo bụng nhá. Đó, có cái dây đeo này, dây đeo vào bụng nhá. Đó, rất là tiện lợi luôn. Nếu mà không có, một là chúng ta có thể kẹp lên cái thắt lưng này. Đó, kẹp lên thắt lưng hoặc là chúng ta có thể đeo vào bụng. Đó. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Banghua. Đây là một cái hãng khá là nổi tiếng ở Trung Quốc, nội địa Trung Quốc nhá. Rồi thì chúng ta có rất nhiều các tính năng ở trên này. Ví dụ như là chúng ta có thể cắm USB này, rồi là có phát MP3 này. Rồi là có thể cắm thẻ nhớ này, đài FM đều được nhá. Chúng ta sẽ đi qua những cái tính năng đó. Đây chúng ta sẽ xét đến những cái nút ở trên này. Đây là nút ghi âm và tạm ngừng ghi âm này. Rồi đây là nút đài FM này. Đấy, chuyển sang đài FM. Còn những cái nút này để chuyển những cái kênh nếu mà đài FM. Còn nếu mà ở MP3 thì là chuyển những cái bài nhạc khác nhau. Đấy, đây tạm ngừng này và phát tiếp này. Đây là nối lại một bài nhá. Đó. Còn bên này thì nó sẽ là có cái cổng mic này. Đây là cổng ra của âm thanh này. Rồi là đây là cổng sạc này. Đây là cái cổng để chúng ta cắm cái thẻ nhớ micro SD nhé. Và đây là cái chỗ này cắm USB. Đấy, cắm USB thì có thể ghi âm và có thể phát những bài nhạc MP3 ở trên đấy. Ví dụ như trong những hội chợ mà chúng ta cần phải nói một cái câu nào đó đi nói lại. Ví dụ như là quần áo giá rẻ 30.000 một bộ chẳng hạn. Đấy thì chúng ta có thể lưu ở trong đây và phát trực tiếp luôn trên này. Đó, thì nó sẽ không cần phải nói đi nói lại nhiều lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cắm thử cái mic này vào đây. Trên này có nút bật tắt và nút điều chỉnh âm lượng nhé. Và trên đây là các cái nút, các cái biểu tượng ở trên màn hình. Có biểu tượng của mic này, biểu tượng USB này, biểu tượng của thẻ SD này. Rồi đây là những cái thời gian của bài hát này. Đó, đây là cái nút REC là cái ghi âm này. MHZ là cái đài FM nhé. Đó, bây giờ mình sẽ thử nói. Đó. Mọi người không nên để cái này nó... Đó. Khi dùng gì mọi người không nên để cái này nó chiếu thẳng vào cái loa thì nó có thể nó bị rú nhá. Đấy, thì khi chúng ta đeo lên người, cái này là chúng ta đeo bụng này. Đấy, còn cái này chúng ta đeo vào tai nhá. Là nói này. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, alo. Đấy, chúng ta có thể thấy cái âm thanh của nó ra rất là hay. Mặc dù là nói qua một cái camera nhưng mà cái âm thanh của nó cũng rất là ổn nhá. Nghe bên ngoài này thì nó sẽ hay hơn. Cái chất lượng âm thanh của nó tốt hơn. Nên là quý vị muốn tham khảo cái sản phẩm này có thể đến một trong hai cái địa chỉ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Tiếp theo nữa là đến cái chức năng ghi âm nhé. Ghi âm thì chúng ta sẽ phải cắm một cái USB vào, cắm USB vào hoặc là cắm thẻ nhớ vào nhé, đều được. Đây chỗ này, cắm USB. Và đây là khi chúng ta nhấn REC này, đấy, thì nó sẽ hiện cái dấu đỏ này nó sẽ nhấp nháy lên. Mình sẽ thử nói nhé. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Thì khi chúng ta ghi âm, chúng ta sẽ có thể phát rảnh tay. Ví dụ như là đi hội chợ, chúng ta cần phải giới thiệu một cái sản phẩm nào đó mà giới thiệu đi giới thiệu lại thì chúng ta không thể nói được mãi. Đấy. Thì chúng ta có thể thu âm lại và phát trực tiếp luôn ở trên này nhé. Rất là hay. Nó thay cho một cái loa phóng thanh. Ở bên mình cũng có bán cả những cái loa phóng thanh như thế. Đúng
đó là cái vấn đề về về đầu tư. Đây là chuyển về cái đài FM nhé, thì chúng ta có thể nghe đài FM ở đây. Đấy. Nếu mà muốn nhấn chuyển sang một chế độ khác thì chúng ta có thể nhấn ở đây. Đây là chuyển sang cái USB, những cái nhạc trong USB này. Này, chúng ta có thể vặn to này. Loa quá to luôn. Đấy, chúng ta có thể thấy là cái công suất loa của nó lên đến 30W luôn. Quá là kinh khủng luôn. Một cái loa nhỏ như này mà công suất lên đến 30W. Và cho quý vị cũng vừa nghe đấy. Tiếng của nó rất là to luôn. Và muốn chuyển các cái bài khác nhau thì chúng ta có thể nhấn next ở đây. Đây này. Mũi tên này, chuyển sang bài khác nha. Và muốn tạm dừng thì chúng ta có thể nhấn đây. Đấy. Nghe tiếp, tạm dừng. Còn đây là chúng ta chuyển được cái bài trước nhá. Đây, còn đây là cái thông số của nó nhé. Thông số của nó là tên là SH, mã là SH178. Pin của nó là pin 18650. Đây, 18650, và nó có cái dung lượng của nó là lên 2200 mAh. Thì với cái dung lượng 2200 mAh thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó lên đến 4 tiếng nhé. Với cái quai đeo này, cái quai đeo này thì chúng ta sẽ đeo cổ nhé. Đeo cổ thì chúng ta sẽ mắc ở đây. Đây, hai cái... đây hai cái chỗ này để có thể mắc cái dây này nhá. Đây là đeo cổ. Còn nếu mà muốn đeo bụng thì chúng ta có sẽ đeo được thắt lưng ở đây. Đấy, đeo thắt lưng ở đây nhá. Có cái thắt lưng thì chúng ta sẽ đeo vào đây. Đây là khi đeo cổ hoặc là đeo vai thì nó sẽ thế này. Ba là quạt cháy, máy bơm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn, công tơ, cassette, bộ đàm, hỏng không dùng nữa, thành hàng bán đi. Và đây là khi là kẹp vào thắt lưng nó sẽ như này nhá. Trứng cút lộc, bắp xà bê. Và để mua cái sản phẩm SH178 cũng như những sản phẩm khác của điện tử Tài Thắng thì mọi người có thể gọi đến hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên mình sẽ tư vấn tận tình và gửi hàng về tận nơi cho mọi người. Mọi người có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh thì mỗi lần điện tử Tài Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.